Chào các em học sinh lớp 4, mời các em dở sách giáo khoa trang 30. Chúng ta đang học Unit 4, bài 4 và hôm nay chúng ta học Lesson 3, Song. Tiết học 3, học về bài hát. Trước khi các em chuyển sang bài hát thì cô cung cấp 3 từ vựng cho các em là các từ mà có liên quan đến bài hát của chúng ta ngày hôm nay. Các em nhìn thấy ba bức tranh ở dưới đây. Bức tranh đầu tiên nói về sân trường. Sân trường trong tiếng Anh đọc là schoolyard. 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 Mời các em đọc lại một lần nữa. Schoolyard. Tiếp theo, các em thấy có những bức tranh có cây cọ vẽ, có màu liên quan đến phòng vẽ, tức là phòng mỹ thuật. Trong tiếng Anh, từ này đọc là art room. Art room. Art room. Mời các em đọc lại một lần nữa. Art room. Và cuối cùng các em thấy có những cái máy vi tính. Đây là phòng vi tính. Phòng vi tính chúng ta đọc là computer room. Computer room. Computer room. Mời các em đọc lại một lần nữa. Computer room. Chúng ta cũng có thể đọc là computer room bởi vì từ máy vi tính trong tiếng Anh có hai cách đọc. Cách đọc của người Anh, người ta đọc là computer. Cách đọc của người Mỹ, người ta đọc là computer. Và vừa rồi thì các em đã được nghe cách đọc của người Mỹ, người ta đọc là computer room. Bây giờ cô cho các em nghe lại các từ này một lần nữa. Listening 42. Listen and point. Lần này các em sẽ nghe và chỉ vào hình. Schoolyard. Art room. Computer room. Art room. Schoolyard. Computer room. Listen and repeat. Lần này các em nghe và đọc theo. Schoolyard. Art room. Computer room. Các em chuyển sang phần 2, nghe và hát. Và phần 3 thì các em vừa hát vừa làm hoạt động để cho bài hát thêm sinh động. Chúng ta đến với bài hát. Bài hát của chúng ta có tựa đề được in bằng mực màu xanh. At our school, nghĩa là tại trường của chúng tôi. Bây giờ cô cho các em nghe từng câu trong bài hát này. Listening 43. Listen and sing. At our school. Bài hát có tên là At our school, nghĩa là tại trường của chúng tôi. Trong sân trường. We have lots of fun. Chúng tôi có nhiều niềm vui. We play, we talk, we jump, we run. Chúng tôi chơi, chúng tôi nói chuyện. Chúng tôi nhảy, chúng tôi chạy. Tại trường của chúng tôi. At our school. Tại trường của chúng tôi. At our school.
tại trường của chúng tôi. In the art room. Trong phòng mỹ thuật. We paint and draw. Chúng tôi tô màu và vẽ. We put our pictures. Chúng tôi đặt những bức tranh của chúng tôi. On the walls. Trên những bức tường. At our school. Tại trường của chúng tôi. At our school. Tại trường của chúng tôi. At our school. Tại trường của chúng tôi. In the computer room. Trong phòng vi tính. We look and hear. Chúng tôi nhìn và nghe. We put the headphones. Chúng tôi đặt tai nghe. On our ears. Trên tai của chúng tôi. At our school. Tại trường của chúng tôi. At our school. Tại trường của chúng tôi. Tại trường của chúng tôi. Vậy là cô đã cho các em nghe từng câu trong bài hát này. Và bây giờ các em hãy nghe toàn bộ bài hát và hát theo. Listening 43. Listen and sing. At our school. Các em bắt đầu. In the school. Mời các em dở sách bài tập trang 30. Bài tập 1, nhìn và đọc. Hãy viết một dấu tích hoặc một dấu nhân, tức là một dấu chéo trong khung. Bức tranh 1, các em thấy đây là một phòng dùng để học môn mỹ thuật, gọi là phòng vẽ hoặc là phòng mỹ thuật. Và tương ứng với bức tranh số 1, người ta có câu 1 là This is an art room. Đọc nhanh là This is an art room. Đây là một phòng mỹ thuật. Câu này là câu đúng, phù hợp với bức tranh về phòng mỹ thuật. Cho nên người ta đã đánh một dấu tích ở trong khung hình vuông. Bây giờ các em sang bức tranh số 2. Bức tranh số 2, đây là sân trường. Và câu số 2 này, người ta cho một câu This is a classroom. Đọc nhanh là This is a classroom. Đây là một phòng học. Câu này là câu không phù hợp với bức tranh số 2. Cho nên chúng ta đánh một dấu chéo. Bây giờ chúng ta sang bức tranh số 3. Các em thấy những cái máy vi tính. Đây là phòng vi tính. Và câu số 3, người ta cho câu This is a
computer room. Cô đọc nhanh câu này là this is a computer room. Đây là một phòng vi tính. Câu này là câu phù hợp với bức tranh số 3 nên chúng ta đánh một dấu tích. Bây giờ các em sang bức tranh số 4. Các em thấy hình ảnh cái bảng có những bộ bàn ghế. Đây là phòng học. Và câu 4, người ta cho câu this is a school yard. This is a school yard. Đây là một sân trường. Câu này là câu không phù hợp với bức tranh số 4 nên chúng ta đánh một dấu chéo. Bài tập 2, nối. Người ta đã nối số 1, school yard, sân trường với bức tranh B, ball, quả bóng. Và bây giờ các em hãy nối những từ còn lại. Số 2, người ta cho computer room, phòng vi tính. Vậy thì chúng ta sẽ nối với bức tranh C, computer, máy vi tính. Từ số 3, art room, phòng mỹ thuật. Chúng ta sẽ nối với bức tranh A, bởi vì phòng mỹ thuật liên quan đến picture, bức tranh. Và từ cuối cùng, classroom, phòng học. Chúng ta nối với bức tranh D, books, những quyển sách, bởi vì nó có liên quan đến phòng học. Hoạt động 3, bây giờ hãy viết. Các em hãy nhìn lại hoạt động 2. Các em thấy quả bóng ở trong sân trường, máy vi tính ở trong phòng vi tính, bức tranh ở trong phòng mỹ thuật và những quyển sách ở trong phòng học. Vậy thì các em hãy sử dụng những từ này để các em viết nên những câu. Câu 1, người ta viết cho chúng ta là we have a ball in the school yard. We have a ball in the school yard. Nghĩa là chúng tôi có một quả bóng trong sân trường. Câu số 2, các em hãy điền cho phù hợp. Chúng ta điền computers và computer room. We have computers in the computer room. Có nghĩa là chúng tôi có những cái máy vi tính trong phòng vi tính. Số 3, các em có thể thiết kế câu we have pictures in the art room. Chúng tôi có những bức tranh trong phòng mỹ thuật. Và cuối cùng, chúng ta có câu we have books in the classroom. Chúng tôi có những quyển sách trong phòng học. Các em thân mến, tiết học của chúng ta đến đây là hết. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo của cô.